Hello, một dòng xe số mà tất cả các anh em từ thanh niên cho tới các cô chú trung niên rất là yêu thích, bởi vì cái độ bền của nó lẫn tiết kiệm xăng cũng như là cái giá tiền luôn luôn ở cái mức vừa phải ha các bạn ha. Đó chính là dòng xe Honda Future 125. Đó thì đây là dòng xe Future của đời 2022 ha các bạn ha. Thì hôm nay nó sẽ cập nhật giá luôn. Giá Future chỉ dao động từ 33 triệu trở lên thôi. Và mua gốc thì các bạn chỉ cần chuẩn bị trước cho Na từ 3 triệu là có thể lái xe rồi. Muốn lấy cả vẹt gốc thì các bạn trả trước cho Na từ 40% trở lên để lấy cả vẹt gốc. Và hồ sơ thì chỉ cần đủ 18 tuổi, có chứng minh hoặc là căn cứ công dân là mình có thể mua gốc. Ví dụ có bằng lái hay hộ khẩu hoặc là một giấy tờ khác như là cả vẹt xe chính chủ hoặc là cái bảo hiểm y tế thì các bạn cũng đem theo để nào hỗ trợ cho các bạn những cái gói lãi suất tối ưu cũng như là có nhiều ngân hàng hỗ trợ cho các bạn hơn ha. Và khi các bạn có liên hệ với Na theo số 0325333789 các bạn sẽ được hỗ trợ 500.000 tiền xăng xe đi lại, combo quà tặng trị giá 2.500.000 đồng, lắp phụ kiện sẽ được hỗ trợ giảm giá từ 40-50%, và khi các bạn mua xe thì sẽ được tặng kèm nón, áo và phiếu tay nhớt miễn phí ha. Rồi thì hôm nay Na sẽ giới thiệu với các bạn hai em phiên bản độ, giá thì Na báo đối với zin ha, còn đối với phiên bản độ thì các bạn liên hệ riêng cho Na. Đầu tiên là một em màu bạc ha các bạn ha, màu xám bạc đó, rất là đẹp luôn. Màu này đi rất là sang ha các bạn ha, phù hợp với những tuổi trung niên đi thì càng hợp. Em này mua tặng cho bố mẹ đi rất là đẹp ha các bạn ha. Ở đây thì cửa hàng Na có lắp thêm cái ba ga titan để, và có lắp thêm cặp phuộc ha các bạn ha, phuộc xịn ha, RCB đó. Xe Future rất là tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhiên liệu và đi rất là bền. Các bạn đi tầm vài ngày, chục năm sau các bạn đi bán lại cũng có giá, mình tăng thử dưới đây. Và cốp xe sẽ là rất là siêu rộng ha các bạn ha, cốp xe siêu rộng luôn. Ở này là phụ kiện gắt chân ha, sổ hướng dẫn sử dụng và bảo hành ha, đầy đủ cho các bạn luôn. Gương kính nói chung là các bạn mua xe thì sẽ có đầy đủ. Rồi tiếp theo, một em phiên bản nhìn như quay thái nhưng mà là không phải quay thái ha các bạn ha. Future độ màu trắng đỏ đó, màu trắng này ha các bạn ha. Ra ở trên phần này thì cửa hàng Na có độ cái yếm đỏ cũng như là yên đỏ nha. Đó đây thì cũng có độ chống trộm rồi, và đằng sau thì cửa hàng Na chưa độ gì cả. Đó, nhìn rất là đẹp đúng không? Màu trắng đỏ này hiện tại cửa hàng Na đang rất là được các vị khách hàng ưa chuộng. Cứ trung bình một tuần thì cửa hàng Na bán được tầm 10 chiếc này ha các bạn ha. Thì so với những cửa hàng khác thì nói chung màu zin ở đâu cũng như ở đâu, nhưng mà đặc biệt cái là đối với Future thì là một trong những cái dòng xe mà bán xe số mà bán chạy nhất cửa hàng Na, bởi vì cửa hàng Na được cái là độ màu rất là độc ha và độc đáo, cũng như là nhiều màu xe để cho các anh em lựa chọn. Cửa hàng Na lên rất là nhiều màu, tầm 20 màu đó, cho nên là mình tha hồ mình lên là mình chỉ có choáng ngợp thôi. Bạn nào muốn lên theo cái sở thích của mình á, cửa hàng Na đều hỗ trợ và có lên trên cà vẹt luôn ha các bạn ha. Các bạn muốn thu xe cũ đổi xe mới thì các bạn cứ đem lên cửa hàng Na sẽ hỗ trợ thu xe đổi xe cho các bạn, và có hỗ trợ ship xe toàn quốc, cho nên anh em ở 63 tỉnh thành cửa hàng Na đều hỗ trợ cho các bạn luôn. Và cửa hàng Na thì nằm tại quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Anh em nào còn có thắc mắc gì nữa thì cứ liên hệ riêng cho Na ha, 0325333789. Còn bây giờ Na xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.